Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng bạn quay trở lại channel mình là từ đường phố đây. Rất vui gặp mọi người nha. Chúc em rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Em hãy đừng quên like và share, đặc biệt nhấn đăng ký kênh và đăng ký video cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ở cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đó là khô máu luôn anh em. Nói chung ở video này mình sẽ khô máu bởi vì hôm nay là ngày thứ 6 nhận được hơn 900 đá cường hóa, gọi là 1k đá cường hóa. Cái số đá của mình còn dư nữa thì mình sẽ khô máu cường hóa vũ khí của mình từ 11 nha mọi người nha. Hiện giờ đang cộng 11. Và mình sẽ cố gắng đập lên 15 bằng mọi cách có thể, ví dụ như là ghép đồ rồi tháo trang bị, nói chung dùng tất cả các mẹo để xem là liệu có được lên 15 hay không nhá. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ. Ok, cảm ơn các bạn. Đừng quên like và share nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc anh em xem video và nghe nhạc vui vẻ nhá. Wash your hands so clean tonight. You can meet me on the other side. We're impatient like young gods. Feel the shift in the air with me. And the light is what you can't see. Keep on dreaming.